ngày nhạc thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Một tràng vỗ tay thật lớn cho Phong DJ được không ạ? Xin anh nhiều. Xin chân thành cảm ơn qua phần biểu diễn của nam ca sĩ Trịnh Phong. Chúng tôi xin được giới thiệu được quý vị qua phần biểu diễn rất là đặc biệt, đó là ngôi sao ca nhạc Phạm Trưởng. Một cặp vỗ tay thật lớn và thật to quý vị. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã dành tặng trọng trưởng với ca khúc đầu tiên. Vâng ạ, ca khúc của biết được bằng tên Nỗi lòng người con gái. Bây giờ không biết cô chú bạn ở đây yêu cầu Phạm Trưởng hát ca khúc gì, có thể nói lớn là Phạm Trưởng gửi tặng ngay ca khúc đó cho tất cả quý vị ạ. Lạc đường. Còn gì nữa không ạ? Lạc nhất. Hồi nãy thì Phạm Trưởng đứng bên trong live stream thì nhận được rất nhiều lời yêu cầu của tất cả quý vị và bạn, yêu cầu Phạm Trưởng hát một ca khúc rất là mới. Không biết các chị bạn ở Tây Sơn Hương Sơn này đã nghe chưa? Vâng ạ, nếu như mà Phạm Trưởng giới thiệu tên lên, các chị bạn nghe rồi thì dành tặng cho Phạm Trưởng một tràng vỗ tay nha. Một sáng tác mới nhất Phạm Trưởng, ca khúc vừa mới nhận. Vâng ạ,
cách đây khoảng 2 tuần thôi. Ca khúc tâm trạng đổi tên Đàn Bà Cũ. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng lắng nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Khúc rất là mới 8 năm nay. Không biết gì các chị bạn đây đã nghe bài hát này chưa ạ? Nghe rồi, 8 năm rồi. Nghe chưa ạ? Nghe 8 năm rồi. Dạ, chưa nghe đây, mình nghe nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Người đàn bà cũ. Người đàn bà cũ là sao? Người đàn bà cũ là giống như chắc là người đàn bà nhìn mặt giống con cú, nên phải đi thẩm mỹ để mặt giống lại con người. Người ta kêu là người đàn bà cũ. Nước mắt rơi bất ngờ. Bài hát lạ quá, bài hát tên là Người đàn bà cũ. Người đàn bà cũ phải thẩm mỹ nhiều. Trôi hồi quá khứ, tôi không mơ ước thưa chỉ một lần nữa. Hạnh phúc là hư vô, dòng gió đã qua cửa. Đàn bà cũ sẽ không như ngày xưa. Đàn bà cũ sẽ không đẹp như đàn bà xinh. Người đàn bà cũ không đàn bà cũ đâu. Một lời hạ rơi cánh vì cơn gió. Giống một loài hoa gãy cánh đơn kỳ. Người đàn bà cũ giống một loài hoa gãy cánh. Ngày xưa đó vẫn còn quê anh sẵn thương. Và xung quanh có ông bay bướm kìm. Họ sống chẳng hơn chưa. Các bạn biết thì sáng giờ khi chưa ăn gì luôn. Thôi buồn quá giờ. Mệt quá đi từ giờ. Kỳ thật. Đã kỳ thật. Chỉ qua lên tay Sơn, dùng núi cách khoảng 200 cây. Người tập ra khi ngủ tới giờ nghe như vậy. Đã một lần vỡ tan, họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ cần lắm sự quan tâm, cần lắm một người đàn ông, cần lắm những yêu thương. Đàn bà cũ hãy thầm mì miệng cho đẹp lớn nha. Một tên đàn bà cũ và khi bớt trong này thấy từ nhà lên xuôi rồi đàn bà cũ nghe và cũng có vòng trưởng nha. Còn nếu vòng trưởng xin cho rất nhiều ạ. Chưa cái mặt giống con cũ thì làm sao dám ở gần mỗi đêm mạnh mẽ hơn chôn vùi quá khứ đó. Chữ nó hát đàn bà cũ mà. Hạnh phúc là hư vô, dòng gió đã qua cửa. Đàn bà cũ sẽ không đàn bà cũ ngày xưa. Đúng rồi, thẩm mỹ diện lên thì bài đẹp hơn, không như ngày xưa. Người đàn bà cũ xây đẹp hơn ngày xưa. Vì cơn gió đã đi qua vô tình. Chẳng giống như ngày xưa đó, vẫn còn quê và xung quanh có ông bay bướm kìm. Họ sống chẳng hơn chưa và không như gì cho đã. Hạnh phúc là bài ca không dễ không dễ từ. Người đàn bà cũ chẳng hát cũng đó đó là bài nức nở lên không dễ đã phải thương sắc màu. Và với những người phụ nữ đã một lần họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ thờ. Cần lắm sự quan tâm, cần lắm một người đàn ông, cần lắm những yêu thương. Để ai cũng tài chiếm với ta. Người đàn bà cũ chẳng phải loài hát sinh nữ. Họ đã cố, đã phải hương sắc màu. Và với một lần vỡ tan, họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ chờ. Cần lắm sự quan tâm, cần lắm một người đàn ông, cần lắm những yêu thương. Cái gương mặt anh kia nó kỳ lạ lắm, thích
đẹp, thứ xấu là xấu à, ngộ vậy đó. Một chào có thể cho đàn và cổ các khúc mới hoàn chỉnh được không ạ? Một chào vỗ tay cho các khúc mới. Rất nhiều đã dành tặng cho ông trưởng nụ cười những chào tay và đón cái kính trọng buổi tối hôm nay. Ca khúc vừa rồi cũng là lời của vị ông trưởng. Kính chúc toàn thể quý vị mọi người thật vui, thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Một chào đầy nữa nữa tạm biệt được không ạ? Hello. Mới ra 8 năm xin nay. Xin chân thành cảm ơn qua phần biểu diễn của ngôi sao ca nhạc Phạm Trường. Và trong cuộc xin được giới thiệu với quý vị qua phần biểu diễn của rất là đặc biệt. Cái khúc mới mà sao tên đàn bà cũ là sao kỳ vậy? Mới là phải đàn bà mới chứ. Chúng tôi mong rằng quý vị khán giả chắc chắn sẽ dùng một bàn tràng bổ tay thật lớn. Xin được giới thiệu được quý vị đó là ngôi sao ca nhạc Du Thiên. Một tràng bổ tay thật lớn và thật to quý vị. Lời chúc sức khỏe và chào trân trọng của thân thương nhất. Gia đình mình không phải có tay thật máu đâu quý vị ơi. Thank you.
sao mà nhìn cứ được hư là mong gian em giờ trong anh mỗi khi muốn nhau là vì ta vẫn còn trong anh người cô đông vòng tay em ấm lòng anh luôn giờ trong anh mỗi khi lạc tâm gọi tên em. Với những chương trình mà lớn mà có nhiều ca sĩ mà nổi tiếng như vậy thì có thể là các bộ show sẽ được quảng cáo trước cả tuần. Đấy, đôi khi là băng rôn treo dọc trời và quý vị càng không tin. Thế thấy là trong chương trình mà của Phong Tường Hoàng Trắng như vậy, từ khi là quý vị nhìn, quý vị nghĩ rằng là đoạn lừa sẽ không có các ca sĩ đó, nhưng mà thực tế là quảng cáo ai thì có thể đủ hết. Đấy, thành ra đấy cũng là một cái vừa hát mà vừa lắc lưỡi không? Đoàn Phương Tượng một đoàn rất nổi tiếng ở trong Nam nhưng mà rất ít khi ra ngoài Bắc. Đấy, thành ra là ra ngoài này quý vị cũng hơi thắc mắc về cái điều đó. Có nhiều khán giả cũng không biết là hôm nay có chương trình ca nhạc ở đây. Đấy, và có nhiều người thì nhìn vào nghĩ rằng là ôi chương trình lừa chứ làm gì mà có đủ như thế. Đấy, có như thế thì chắc là hôm nay phải tung hay như thế nào đấy. Thành ra là quý vị cũng không tin đến sân khấu ngày hôm nay là thực sự mình biết quý vị là tại vì Thiên cũng hát ở Bắc nhiều rồi nên Thiên cũng hiểu. Đấy, cái quảng cáo người Bắc là đôi khi hơi khác và cái suy nghĩ của người Bắc, người Bắc Trung Bộ cũng hơi khác mình trong một xíu. Thành ra là đoàn Phương Tường ra buổi tối ngày hôm nay này cũng hơi buồn. Và cũng mong rằng là nếu như lần sau mà quý vị mà có thấy mà bảng hiệu Phương Tường mà về đây mà diễn chẳng hạn hay mà có treo sân khấu quảng cáo nó có ca sĩ nào thì quý vị cứ tự tin là hôm nay sẽ có những ca sĩ đó quý vị nhá. Và quý vị có thể nghĩ một xíu bởi vì là phướng của bên mình Việt Nam đấy là người ta treo nó hơi khác nhưng mà Bắc là treo cái phướng dài treo dọc trời này thì kéo từ đường bên này sang bên kia nhưng mà Phương Tường thì không treo như vậy đấy, đấy là một cái người khác. Thành ra là buổi tối ngày hôm nay khán giả thấy vắng như vậy nhưng không có sao hết, mong là lần sau mà có dịp về đây thì sẽ được tặng rất nhiều cơ hội nhiều hơn quý vị nhé. Và ca khúc tôi vừa gửi đến quý vị là một liên khúc tại những bản hit trong thời gian vừa qua thì đã được quý vị đánh hộ rất là nhiều liên khúc sáng nhất. Bây giờ tôi hỏi quý vị có nghe rồi máu máu ấy mà nhẹ nhàng đi quý vị ơi, máu nhá, được không quý vị, máu nhá, nhẹ nhàng à, nhẹ nhàng cái máu gia đình nhà mình ủng hộ em một cái để em hát cho nó máu. Máu nhẹ nhàng nhé. Bắt mình thì hay kêu vậy nè. Ê, máu lên nào, máu lên lào là máu lên lào. Thế nào thì vỗ tay lớn thì chơi như phương án đó nhá. Máu. Còn bị chung là nhẹ nhàng. Máu lên nào là máu lên nào. Chính là máu nó bây giờ nó vẫn cứ sôi hơn đúng không đi. Thích gửi tới gia đình nhà mình một ca khúc kế tiếp và đây cũng là chủ đề em tour Body Mix của Tiên vừa mới ra mắt của ca khúc nói về những chàng trai cực kỳ giàu tình cảm. Những chàng trai mà tình cảm phân phát hết cho chị em này đến chị em khác. Xin gửi tới quý vị ca khúc Con Trai Thích Đổi Thay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
À, sân khấu hôm nay có anh nào mà từng đổi thay vài lần giữa biết tay trong tiền đầu quýnh gắn. Có ai đang ngồi cùng với vợ hay ngồi cùng với người yêu mà đổi thay giữa tay lên theo nhìn gắn. Không tìm được quýnh quá đâu đâu đâu. Anh ơi! Lát nữa nếu như mà hơi kỳ học lấy chim của chúng anh kỳ hát á, anh kỳ sẽ lát cái là đối với anh kỳ. Đôi khi mình đổi thay vài lần thì vợ cũng chưa cố bỏ qua không sao, đôi khi vợ thì thú tình coi như thế. Nếu mà ra anh lại chim thì sẽ lắc cái lúc lớn theo. 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 Chúng mình rất là vui và hạnh phúc trên tình cảm của mình với chương trình đầu tiên trên những ca khúc vừa rồi. Nhưng mà chương trình có hạn, nhiều tiết mục khác hay và hấp dẫn rất nhiều khán giả. Nói chia tay cũng chỉ đây. Và lần nữa chia tay xin những kính chúc và gia đình nhà mình sẽ có buổi tối thật thật sự vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Bye bye.
Xin chân thành cảm ơn qua phần biểu diễn của ngôi sao ca nhạc Du Thiên. Để liên tục chương trình, Đồng Quân xin được giới thiệu đến quý vị qua một tiết mục cũng rất là đặc biệt, đó là ngôi sao ca nhạc và đang được khán giả yêu mến cũng rất là nhiều và đang chuyển qua thể loại nhạc phim và đang được khán giả trẻ trên cộng đồng mạng rất là bình chọn cho anh rất là nhiều và cũng như là yêu mến anh. Chúng tôi mong rằng quý vị khán giả dành cho anh một tràng vỗ tay thật lớn và thật to nha quý vị. Xin được giới thiệu đến quý vị, đó là ngôi sao ca nhạc Akira Fan, một tràng vỗ tay thật lớn và thật to quý vị. Bạn thân ơi, ta sẽ luôn luôn khắc ghi những giây phút này. Tình anh em, ta mãi nguyện thề có nhau. Yeah, và lần đầu tiên Akira xin gửi lời chào thân thương đến tất cả đại gia đình yêu thương của Akira tại Tây Sơn. Lời cứu sức khỏe, lời chào cho giống nhất ạ. Thank you. Và xin chào tất cả các bạn ở trên livestream của trang Facebook Akira nha. Hey, bây giờ 500 anh em của Akira tại đây đâu, hãy đưa tay lên nào. Woo! Yeah, mời cùng hát với Akira ca khúc Một Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em. Hey, woo! Nhạc nhỏ quá lắc không có xuống được, lớn lớn chúng anh ơi. Vậy bạn thân ơi, ta hãy
giây phút này tình anh em ta mãi nguyện thề có nhau. Lên lên lên, ta mãi nguyện thề có nhau. Vakira chúc cho tất cả đại gia đình yêu thương Vakira tại Tây Sơn luôn có được những tình cảm tốt đẹp nhất, những tình cảm của những người anh em tốt nhất của chúng ta trong cuộc sống này. Phải luôn yêu thương nhau để xã hội xung quanh chúng ta có được tràn ngập tình yêu thương nha. Mong kiếp sau vẫn là anh em. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều. Ca khúc vừa rồi là ca khúc Mong kiếp sau vẫn là anh em. Một ca khúc mà Akira đã phát hành cách đây 3 năm và cũng rất là vui khi mà đi đến đâu cũng được quý vị yêu thích yêu cầu Akira hát ca khúc này. Và trước khi Akira hát tiếp ca khúc nữa, cho Akira hỏi là quý vị ở đây có ai chơi Facebook không ạ? Dạ, nếu mà có chơi Facebook có thể lên trang Facebook Akira Fan của Aki để lên đó giao lưu, trò chuyện, xem những thông tin lịch diễn, bài hát mới và nghe Akira hát live stream cũng như kể những câu chuyện vui mỗi ngày nha. Và đó cũng là một cái trang mà Akira luôn up những cái hoạt động ngày thường của Akira. Nhiều khi mình đi ăn mình cũng quay lên, đi nước ngoài lưu diễn cũng quay lên cho bà con cô bác thấy được phong cảnh nước ngoài, cũng như là nhiều khi mình đi tắm mình hứng hứng chút mình cũng quay lên để mình hát cho các bạn nghe nữa. Quý vị có cảm thấy kích thích không? Trời ơi, chị kia ngồi kế con mà chị cười tít con mắt luôn. Ok đùn chút cho vui thôi. Và hy vọng rằng quý vị sẽ lên trên trang Facebook của Akira để cùng tương tác với Akira nha. Và để không mất thời gian, Akira sẽ gửi đến quý vị một ca khúc nữa. Cho Akira hỏi là quý vị thích nghe ca khúc mới nhất của Akira hay là quý vị thích hát theo yêu cầu ạ? Bay lên em ơi. Ca khúc đó là ca khúc sôi động mà nãy giờ Akira thấy là các anh em đồng nghiệp lên đây ai cũng hát sôi động mà chưa có ai hát nhẹ nhàng tình cảm hết. Thì để Akira hát một bài nhẹ nhàng tình cảm ha. Đây cũng là một bài hát mới mà Akira vừa phát hành cách đây vài ngày và cũng đã up trên YouTube một cái bộ phim ngắn rất là ý nghĩa, phản ánh về cái xã hội hiện nay của chúng ta. Và dường như xã hội càng phát triển thì Akira thấy một số người sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Một số người thì sống không vong ơn bội tình, không nhớ những gì những người đã từng cưu mang giúp đỡ mình. Nhưng trong số đó vẫn có một số người luôn sống yêu thương mọi người mà không màng là mình sẽ mất đi điều gì. Và nếu như trong chúng ta ai cũng hiểu được điều đó, chúng ta sẽ có được một cuộc sống rất là ý nghĩa và hạnh phúc. Đó cũng là thông điệp mà Akira muốn gửi gắm qua ca khúc mới này, ca khúc được mang tựa đề Bài học vô giá. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một chào pháo tay thật lớn đúng không ạ? Yeah, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và hiện nay Akira cũng đã up cái phiên bản karaoke ca khúc Bài học vô giá này trên YouTube rồi. Nếu như mà quý vị ở đây ai thích hát có thể lên YouTube search karaoke Bài học vô giá, rồi quý vị về tập hát rồi up lên Facebook của mình, sau đó copy cái đường link đó gửi inbox vào trang Facebook Akira Fan của Aki để tham dự cuộc thi hát karaoke. Và sẽ có hai phần quà dành tặng cho khán giả nào hát hay nhất cũng như là khán giả có clip vui nhộn ấn tượng nhất nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Một mình suy tư với bao chuyện cũ lúc một thời tôi trải qua, lại dần yêu biết lớn lên cho tôi những bài học. Ở quanh tôi khi ta đã lớn lên có chung một sức sống, xin ai cũng quý nhau. Vì sao lại cứ đánh giá nói xấu lẫn nhau để làm chi, hay phải chịu đau khổ với những giây phút ta ngông cuồng. Có mấy ai được vui sống đến hết cuộc đời này đâu, sẽ có lúc vui buồn. Đoạn đường đi trong gai hãy cố gắng vượt qua, hãy tin nơi chính mình, đi tìm một ánh sáng. Dù vẫn biết mong manh nhưng tôi sẽ cố gắng. Sẽ không ai quật ngã được tôi ngay lúc này, hãy cứ vượt qua. Một vài ba người luôn tính lối sống mình, cứ chỉ nghĩ cho mình, lầm đường lỡ bước có mấy anh sẽ cứu mạng. Một vài ba người vẫn thích sống không ân vô tình, ngày nào tay chẳng ai đã cứu mang đem về. Một vài ba người vẫn thích sống yêu thương mọi người, chẳng hề toàn tính sẽ mất đi một điều gì. Một vài ba người nếu chẳng hiểu những điều này sẽ dần đánh mất đi tất cả mọi thứ ở xung quanh. Hãy để cuộc sống của chúng ta luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, không còn nỗi buồn phiền, đau khổ bởi những lợi ích cá nhân.
Hãy để cuộc sống của chúng ta là một sự tận hưởng của kiếp người, chứ không phải sống chỉ để trả nợ đời. Có mấy ai được vui sống đến hết cuộc đời này đâu, sẽ có lúc vui buồn. Đoạn đường đi trong gai hãy cố gắng vượt qua, hãy tin nơi chính mình, đi tìm một ánh sáng. Dù vẫn biết mong mai, nhưng tôi sẽ cố gắng. Sẽ không ai quật ngã được tôi ngay lúc này, hãy cứ vượt qua. Một vài ba người luôn thích lỡ dốc mình đi chỉ nghĩ cho mình, lầm đường lỡ bước có mấy ai sẽ cứu mạng. Một vài ba người vẫn thích sống không ơn vô tình, ngày nào tay chẳng ai đã cứu mang đem về. Một vài ba người vẫn thích sống yêu thương mọi người, chẳng hề toàn tính sẽ mất đi một điều gì. Một vài ba người nếu chẳng hiểu những điều này, sẽ dần đánh mất đi tất cả mọi thứ. Một vài ba người luôn thích lỡ dốc mình để chỉ nghĩ cho mình, lầm đường lỡ bước có mấy ai sẽ cứu mạng. Một vài ba người vẫn thích sống không ơn vô tình, ngày nào tay chẳng ai đã cứu mang đem về. Một vài ba người vẫn thích sống yêu thương mọi người, chẳng hề toàn tính sẽ mất đi một điều gì. Một vài ba người nếu chẳng hiểu những điều này, mất đi tất cả mọi thứ ở xung quanh. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất là nhiều. Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thích ca khúc bài học vô giá này. Và một lần nữa chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và sự như ý. Arigato sayonara, xin chào và hẹn lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin chân thành cảm ơn qua phần biểu diễn của Ngôi Sao Ca Nhạc Akira Fan. Thưa quý vị, và chương trình cũng được còn ở bên trong cũng rất là nhiều như quý vị. Ngôi sao cũng còn rất là nhiều như Cảnh Minh, nhà Lê Trọng Hiếu. Nên quý vị khán giả ở lại để xem hết chương trình nha quý vị. Và bây giờ để xong rồi các bạn. Ok, em có cảm ơn các bạn nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn nha. À rồi. Em chụp cái gì? Em chụp anh đi. À chụp anh à. Em có nở nụ cười, em có vui bên tình nhân cùng. Ngày em bỏ anh đi là ngày anh khóc rất nhiều, giọt nước mắt nay thấm trong tim mày. Từng đêm thương nhớ mong người, anh khô héo tâm hồn, đời nỗi đau xin em nghe lời. Thầm gọi ký ức mơ màng, chờ đợi giây phút em đêm người yêu hơn. Người quên nhân ra đi cho lòng đau tình phai, bao giấc mơ vừa nát theo đêm dài. Vậy hả? Vì sao phải yêu nhau rồi. Một đôi lửa đừng lấy dầm vào tay chúng nha. Đã nhìn lòng quên lên. Nghe nhìn kìa con, nhìn kìa, nhìn mẹ kìa. Đã có những ước muốn bay với nhau muôn đời. Vậy con, vừa đi con. Mà chẳng thẳng quá vậy. Trong trận mưa nắng và đã có lúc em nhớ chỉ thương một người, mà vì sao okay. Anh không quên rồi bảo tổ chú, bảo tổ chú nè. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Giờ đây em sống bên người, em có đỡ nụ cười, em có vui bên tình nhân không. Nghe em nói thì là nghe khóc rất nhiều, giọt nước mắt anh ăn trong tim anh. Rồi để dưới đi, để từ từ nha. Rồi người ta ôm cổ chú nha. Rồi tạm biệt nha. Bực thang rộng thân ai biết đâu, ai biết có khúc đó đường đâu, tưởng đi ra đường chính. Cái màu luôn. Cái này nhỉ? Cái này.
rồi được rồi em. Cảm ơn. Làm chạy đúng nhất. Sorry. Xong. Cậu rồi. Không lương ẩm làm gì. Ok, tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nha. Lắc cái lưỡi là lắc cái lưỡi. Lắc cái lưỡi để được ăn bưởi. Được ăn bưởi để cho ốm lại. Được ốm lại là lên luôn. Hồi nãy lên sân khấu đâu dám lắc cái lưỡi là lắc cái lưỡi đâu. Là nhiều khi lắc cái lưỡi sợ nhiều khi lát khán giả nữ ở đây mắc tắt không cho về. Đó, nên bởi vậy là không dám. Trong đầu nghĩ không biết mình lắc cái lưỡi hồi mình đi ra về mình có được an toàn hay không, nên bởi vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn nhiều nha. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Chào cô bye. Đừng tắt like à, tắt like đi chứ. Nãy giờ like nhiều quá rồi. Like nhiều quá mà các bạn coi các bạn chán, ngày cho các bạn coi chừng tí các bạn đỡ vả thôi. Đúng không? Giống như các bạn, người ta nói là cái gì ăn nhiều là sẽ bị mất ngon. Ăn nhiều là mất ngon, ăn no mất ngon. Nên bây giờ cho các bạn ăn mà các bạn ăn nhín lại thôi. Để mình lúc nào mình cũng thèm á thì các bạn mới thương Haki hoài. Còn cái chuyện cho các bạn ngày nào các bạn cũng ăn no hết, ngày nào các bạn cũng nhìn Haki hết, các bạn biết các bạn chán đó, các bạn hết thương, các bạn hết thương, các bạn thương người khác rồi đau lòng Haki lắm. Được rồi. Nóng quá mà hồi không nhá các bạn. Cảm ơn cả nhà yêu dấu rất là nhiều. Bây giờ Haki phải kiếm cái gì ăn, đói bụng quá rồi. Ok, xin chào nha, tạm biệt các bạn nha, buổi tối vui vẻ.